nay chỉ có mình thôi, thì chủ yếu là nhiệm vụ hôm nay là xây dựng nhà cửa và farm đồ, thì đi farm thêm tí đồ để mà khi mà vô thì chúng ta có thể đủ đồ đi phiêu lưu. Nhất thì mình sẽ cần phải lắp thêm sàn đá vô, ta sẽ cần phải search stone floor, thì floor nó là cái sàn chiêu đó. Ok, tôi sẽ còn phải lắp hết cái đống này lại. Nhưng mà trước hết thì tôi sẽ đi bắt thêm một số con mới. À, tôi sẽ còn phải chế yên cho nó trước đã. Thì tôi nhớ cái con đó hình như là Doe cái là tờ gì đấy nhỉ. Tôi sẽ vào engram Doe, không phải con này, đây con này đây. Tôi sẽ còn phải chế cái yên của nó. Và chúng tôi sẽ còn còn cái gì, nó còn da, gỗ và chitin. Chitin à? Rồi, chitin thì hình như là phải giết. Ui, phải đi, phải giết đi. À, chitin thì hình như là phải giết mấy con bọ, hay là con mấy con kiểu như là con bọ có giáp được ấy, thì nó sẽ có chitin. À, tôi biết rồi, chúng ta sẽ qua sa mạc. Cái sa mạc thì nó sẽ có con bọ cạp, và con bọ cạp thì nó cũng sẽ cho ra chitin. Đây, anh em có thể thấy ở đây chúng ta có đồng. Đấy, kia rồi, bọ cạp kia rồi. Tôi sẽ còn phải chế vài cái mũi tên thường. Oh shit, không đủ. Chúng ta sẽ còn phải chế thêm tí mũi tên. No. Ok, đi chỗ khác rồi. Tốt, ngoài. Ê, hai con quýt nhau rồi. Vậy rồi, ôi sao con kangaroo đi qua đây vậy? Vậy rồi. Ủa đâu rồi? Tôi mới thấy nó chạy vô đây mà ta. Có tài không? Ủa sao nó biến mất rồi? Tôi sẽ cần phải lấy thêm một tí sỏi để mà tôi có thể chế thêm mũi tên. Nó quýt cho nó nhanh. Ok, chắc như này là đủ rồi. À, khoan, chó. Con chó. Ok, tôi sẽ chế thêm tí mũi tên, 40 mũi luôn. À, rồi chọn á. Nay tôi sẽ còn phải ui mát của men tiếp. Con bò cạp kìa. À không, con kia là con gì? Bò ngựa đúng không? Bò ngựa. Cái gì nguy hiểm vậy ta? À, tôi sẽ còn phải cẩn trọng nha. Lớn ngớ nó qua nó thông át mấy cái là xong phim. Level 30 hả? Level của người đây có nhiều đồng hết nhỉ? Hay. Ok, và tôi sẽ cần phải chắc chắn là mẹ nó, con chim của tôi nó không bị chết. Nó sẽ tỉa từ đây. Ủa nó chạy luôn rồi. Ủa, ủi vậy. Ủi mát tự nhiên. Sao con bờ lờ cái đứng bên kia nhìn gớm đi. Nó mà qua đây cái là ăn liền luôn á. Ủa mà hình như, à tôi nhớ hình như con kia nó cũng cho chi tin mà. Quên mất. Hay cho con chim vô cắn. Để bắn thêm mấy phát nữa. Ok, chim vô cắn chết mẹ nó chim. Ủa sao khỏe cắn chết mẹ nó. Ok, con này à con 66 máu rồi, xong. Ok rồi, thịt chi tin đây rồi, chúng ta có chi tin. Chúng ta còn 20 chi tin để đi bắt cái con đuôi đồ. Ok, 8 vậy là vẫn chưa đủ, để tôi có thể thử tôi giết cái con này. Này con này. Ok, và con này nó cũng cho chi tin. Yeah, và mẹ biết vậy đi giết con này cho lẹ rồi. Rồi tôi sẽ check thử là đuôi ủa vẫn còn thiếu. À đúng rồi, đây nó đang ở trong cái người con chim. Bây giờ tôi lấy ra là đủ. Ok rồi, đủ. Bây giờ chúng ta sẽ đi về nhà rồi. À không, chúng ta sẽ đi thẳng qua kia luôn, không còn về nhà. Chúng ta sẽ đi thẳng qua cái chỗ cái con mà mình định bắt. Tôi sẽ tăng quay lên, tại vì sau này chúng ta sẽ còn quay khá là nhiều đó anh em. Cái đó là con nặng, kiểu giới hạn con nặng ấy. Tôi sẽ còn cái đó khá là nhiều, tại vì đi xa ấy, rồi tôi sẽ vác sắt về. Thì càng con nặng càng nhiều thì vác càng nhiều sắt. Đây nó đây. Con chim của tôi lên level, tôi phải cộng điểm cho nó anh em ạ. Tôi sẽ cộng nó máu với lại quay. Ô cái gì vậy? À mấy con này, mày chọn cái chết. Đít con người ạ. Thôi tôi nghĩ nên để con chim ở nhà anh em ạ. Ở đây nguy hiểm quá. Mất chim cái là hơi bị nguy hiểm. Thành thái giám liền à, biết không? Bây giờ tôi có thể tự tin bắn chết mẹ bọn này. Ủa? Oh shit, đây con cực cờ gì trong đó này. Rồi xong rồi. Nhưng là con chim của con gì đó của thằng Khải để trong đó anh em ạ. À, chết mẹ. Nó vô không có, nó hỏi nữa. Có gì video này sẽ làm chứng. Thế tôi sẽ cần phải có cái mũi tên độc này. À mà khoan, để tôi vô coi thử, coi lại thử con này là gì. Con này là mình cho ăn hay là... À mình cho ăn này hay. Ừ được. Ok. Nếu mà cho ăn thì dễ thôi. Cho ăn thì tôi chỉ còn đứng này tôi đút nó mấy cái là xong rồi. Chờ nó đói lại tôi đút thêm cái nữa. Hello mấy anh trai, em không có ý gì đâu. Đừng qua đây. Tụi nó mà qua đây cái là tôi ăn lòn thôi chứ có gì đâu.
đây 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 bạn ơi, từ từ bình tĩnh bạn ơi, từ từ đã, từ từ bình tĩnh, bình tĩnh đó, ai cũng có phần hết. Ôi 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 ôi, anh trai ôi về má xong mày đồng thế à, đánh hội đồng là không tốt nha mấy bạn. Bạn rất đông nhưng mà cái cây dài của tớ chỉ chứa được, chỉ chịu được một đứa thôi, một đứa một lúc thôi. Phải lên từ từ, ai lên một lần lên hết như thế. À đây rồi, con này được luôn rồi, hay level 7, level thấp hẹn gì dễ. Mấy con level thấp bắt dễ lắm anh em, nhưng tôi muốn bắt mấy con level cao cao lên tí, nhưng mà lâu quá đợi mà. Ồ má nó chứ, ui đi 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 đi, ui ui má nó đào kìa, vậy đi có thể đào chiến đi hay được, quá tuyệt vời. Bây giờ sẽ thử cái này khó. Ui 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 tuyệt vời. Đi về nhà, đi về nhà là đi về nhà, đi về nhà là vào team ta. Đây rồi, đây rồi, rồi ok, thêm hai con. Hai con ơi, đi về, đi về, đi về mấy cu. Đi về, đi về, mày chết cái đám chưa? Tân ơi, mày nó thọc chết hết. Ây, mà bây giờ làm sao để đưa mấy con này vô nhà tôi ta? Nó nhìn mấy em này chui vô đéo ổn à. Thôi tôi sẽ xây một cái chuồng ở ngoài đây. À đúng rồi, đây, 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 đây. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Chúng ta đã chết được cái mũi khoan với lại cái nỏ. Cái mũi khoan, đây, cái mũi khoan chúng ta thiếu đồng. Đồng thì ta không thiếu, nó chỉ là ở đây thôi. Đây rồi, nó chỉ là cái mũi khoan và cái nỏ. Cái nỏ lại thiếu đồng đi đâu mà. Một cái nỏ xin xò. Ủa quên chứ, nó còn trong đây mà. Tôi sẽ còn phải để ở đây. Và cái... ha. Tôi quên là... hình tôi nhớ là như cái này nó chạy bằng than hả ta. Hồi 15 cái đi. À bây giờ tôi sẽ ra tôi test công lực của cái cụ lờ này cho anh em coi. Nhìn thấy sức mạnh của nó, đó. Đào một lần 4 ô luôn. Ủa má, 8 ô chứ không phải 4 ô nha anh em. Không, tùy tùy lúc, tùy lúc. Có lúc nó đào 4 ô, có lúc nó đào 8 ô. Lúc này vậy. Đó, ui, má vậy vậy thì còn gì cái con đô đô kia nữa. Tôi đi tự đào được mà, được mà. Bây giờ tôi sẽ đi test nỏ cho anh em coi nha. Đây, với một cái nỏ thì sức mạnh của nó sẽ là... 80 đam, còn mẹ nó. Ok, 240 đam nếu mà bắn vào đầu. Ok, tùy con đó nha anh em. Không phải con nào nó cũng bắn 240 đam đâu. Và với cái nỏ này thì mọi chuyện sẽ rất là đơn giản, cũng chưa đơn giản lắm với việc là chúng ta xử mấy cái con mà ở bên cái vùng này.